Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục với video trong buổi sáng ngày hôm nay, lại là những cây Mixenizer lên đường. Jack Mali xịn sò, mới cứng, nguyên xốp sách trở về. Và cây này là Everdub 100 G4 đầu 865. Khang Minh trao trả bác Hiếu trong Cần Thơ. Đấy, cái điện thoại nó khó lấy led. Và bác Hiếu thì mua sắm trên Khang Minh trước kia, ví dụ như là Crown 3600VZ hoặc là một cặp loa JB nào đó mà lâu rồi Khang Minh không có nhớ. Tiếp tục ngày hôm nay, bác mua sắm ủng hộ Khang Minh cây mic này. Một trong những cái model đầu mic, cái tiếng của nó Khang Minh nói nhiều rồi và cung cấp đi rất là nhiều rồi. Đặc trưng của cái sao tiếng đầu 865 thì nó mộc mạc và rất là trung thực. Và đặc biệt là cái tiếng trung âm nó dày dặn, nó khều khào, nó ấm áp. Và cũng yêu cầu chúng ta là hát tốt một chút mới kiểm soát được cái đầu này. Còn không là nó rất là thật luôn. Đó là 865. Và 865 thì là nó đắt hơn và hay hơn 945. Đấy, các bác quý anh em lưu ý nhá. 865 nó chỉ thua 965 thôi đối với những cái đầu Sennheiser, đầu 8 và đầu 9. Và ngày hôm nay thì Khang Minh nghêu ngao một ca khúc Linh Hồn Tượng Đá hát chơi. Các bác bảo quý anh em nghe chơi thẩm âm nghêu ngao trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục những cái sản phẩm cao cấp lên đường. Và có một cây mic Khang Minh thanh lý giúp một em khách ở trong Bình Dương hay là Đồng Nai nhỉ. Đó là em Phong. Đây là Sua. Đầu thì là SM58 và cái đầu thu thì là ULXS4. Đó. Khang Minh thì không cung cấp những cái micro Sua đâu. Những model cao cấp thì Khang Minh mới cung cấp của Sua, còn chỉ cung cấp về Sennheiser của Đức thôi. Rất nhiều và rất nhiều. Rồi thì các model mic có dây nữa. Cái cây này thì em Phong vừa rồi mua sắm trên Khang Minh cũng nhiều và em muốn là mong muốn cái giá mà em thanh lý đi khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Hôm em nhắn tin trên Zalo khoảng tầm trên 7 triệu. Em bảo là ngày xưa em mua là tầm 11 triệu gì đó. Các bác quý anh em quan tâm thì vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Đấy. Và đây chúng ta xem sơ qua cái đầu thu ULXS4 Sua. Đó. Và cây mic đây. Cái sao tiếng của SM58 thì thực sự phải có tố chất, phải có lực thì mới hát được cây này. Rồi bây giờ chúng ta nghe chơi Khang Minh nghêu ngao một đoạn, sau đó là lên đường. Qua video hình ảnh thì Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Hiếu nhá, Cần Thơ đã tiếp tục ủng hộ em cái sản phẩm này. Lên trọn lời em đềm
còn tìm một người yêu em. Chưa nắng cháy, giờ gió núi xô sóng khơi, tan vỡ mau lên tôi nghẹn lời, ôm cuộc đời vạn vật lẻ loi. Được bao nhiêu mà khi rời gót lòng đầy cô liêu, đêm xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ đủ.